Dạ tại vì cái điệp khúc nó là sáng khe. Ban đầu á, khi mà em viết cái bài này á, khi mà em viết bài này á là em nghĩ là mình phải khi mà khai khởi một mối quan hệ toxic thì mình sẽ làm gì? Mình vui không thì cũng không đúng, đúng không? Thì ngoài cái việc vui ra thì mình phải dọn dẹp cái tàn dư, dọn dẹp những gì còn sót lại. Thì khi mà dọn dẹp phải làm gì? Phải xắn cái áo lên thì mới dọn được, đúng không? Chứ tay dài quá sao mà dọn được, mình phải xắn cái. Hôm nay quay MV thì em thấy thế nào? Em thấy vui, tất nhiên phải vui ạ. Và em thấy mệt, nhảy quá trời luôn. Lần đầu mà em nhảy nhiều như vậy, chưa bao giờ mà gọi là đó giờ quay. Có đúng một lần quay MV á, thì là cái lần đó là diễn không à, không nhảy gì hết á, không vận động. Còn cái này là đúng nghĩa là xương cốt này kia nó thức dậy hết á, nó không còn ngủ nữa. Em quay từ lúc mấy giờ? 6:30 đúng không ạ? 6:30 9:30 á, 9:30 mới xong một bộ được. Thì thấy là em mang đôi giày khá là nặng đấy, thì em có thấy đơn thoại được cái đôi chân của mình không? Thật ra thì nói chung là mình vì cái chiều cao mà vậy, cái sự phát triển chiều cao thì mình hy sinh một chút cũng được, không sao hết trơn á. Lâu lâu hơi té, lâu lâu có mấy cái sụt té, không biết ai quay lại được không? em không biết là do cái lông hồi nãy là nó làm đỏ cổ, hay là do cái màu của cái lông nó dính lên. Tức là em đang không biết cái tình trạng cổ mình là như thế nào á chị, là sao ta, không hiểu là do ngứa hay là do không, mày đây không phải gì đâu chị, cái này là như kiểu dạ đúng rồi, như kiểu mồ hôi ra xong cái lông nó dính vô á, chị không biết sao luôn, không biết chị. Dạ để em tính coi, em hình như em tập được hồi tháng cuối gần cuối tháng 3 cho tới bây giờ là một tháng hơn á, thì nói chung là nó một tháng hơn vậy thôi, chứ thật ra cái số buổi tập chung với dancer cũng không có được nhiều quá, là chỉ ở nhà tập tự nhảy vậy thôi. Tất cả nói chứ là tại vì em nghĩ là khó nhất chắc là khúc cuối á, cái khúc cuối, khúc mà em hất cái tóc á gần cuối cái bài, tại vì hồi nãy là em có gắn tóc giả, nó nặng cái đầu á, cái đầu em thêm mấy ký á, xong rồi em mất bị hơi cái gọi là gì ta, loạn choạng á, nên là em nghĩ cái phần đó là phần khó nhất mà cũng biết lên hình sao nữa. Dạ chị không, em không cười được chị ơi. Dạ tại vì cái điệp khúc nó là sáng khe. Ban đầu á, khi mà em viết cái bài này á, khi mà em viết bài này á là em nghĩ là mình phải khi mà khai khởi một mối quan hệ toxic thì mình sẽ làm gì? Mình vui không thì cũng không đúng, đúng không? Thì ngoài cái việc vui ra thì mình phải dọn dẹp cái tàn dư, dọn dẹp những gì còn sót lại. Thì khi mà dọn dẹp phải làm gì? Phải xắn cái áo lên thì mới dọn được, đúng không? Chứ tay dài quá sao mà dọn được, mình phải xắn cái. Cho nên là em đã nghĩ ra cái cụm từ là xắn tay áo lên cho cái bài hát này. Dạ đúng rồi ạ. Em thực ra là sao ta, nó cũng không hẳn là cái chuyện của em nữa, dựa trên câu chuyện của nhiều người nữa mà em đã được nghe, và cũng có em nữa thì không ý là không ý là không phải là cái mối quan hệ của mình bị toxic, mà là mình nghe nhiều người bạn của mình kể là họ đã trải qua một mối quan hệ như thế nào, và mình khuyên như thế nào mà họ cứ đâm đầu vô mình, kiểu mình đứng ngoài cùng mình tức á chị. Xong rồi em mới lấy cái tâm trạng em viết cái bài này, tức là bây giờ chia tay rồi đúng không, bây giờ đã phát phải mối quan hệ toxic rồi đúng không, ăn mừng đi, xắn cái áo lên rồi vui lên, kiểu vậy á chị. Dạ yeah.
em ở ngoài mặt thì em sẽ kiểu không cần, nhưng đêm về em sẽ khóc. Cái kiểu là của em á chị. Nhưng mà em sẽ quên nhanh lắm. Tại vì đối với em nha, trong tình yêu của em á, khi mà chia tay rồi á, tức là đã có cái sự lạnh nhạt trước đó rồi thì mới chia tay. Chứ em không hiểu đụng một cái chia tay nha. Không có ai mà đối xử với em vậy hết. Em cũng không có đối xử vậy với người ta. Cho nên là khi mà chia tay rồi thì cái sự lạnh nhạt nó đã có rồi á, nên em cũng không buồn lắm. Dạ vậy á chị. Thật ra cái việc mà viết open verse cho các bài hát của mấy anh chị ca sĩ khác á là em đã thử trước đó rồi, nhưng mà flop. Hồi đó là tại vì em nổi lên nhờ mashup mà. Xong khi em chuyển hướng sang nội dung là em viết nhạc á thì không ai nghe hết trơn á chị. Cái tự nhiên hơn là gần đây khi mà em viết cái đoạn open verse của bài Tường Là á, thì hơn là Vũ Cát Tường, hơn là Tường đã react lại. Cái xong tự nhiên mọi người vô tình cái đoạn đó là viral và mọi người biết đến cái khả năng sáng tác của em, nên là chuẩn bị ngàn lần luôn á chị. Là mình kiểu như là hồi đó mình cố gắng đưa cái khả năng sáng tác của mọi người cho mọi người biết á, nhưng mà không ai biết, không ai tiếp cận á. Nhưng mà tự nhiên mình chỉ biết vui vui một đoạn thôi, tự nhiên viral chuẩn bị. Em nghĩ là cái việc viết open verse cho cái bài của em luôn á thì chắc là để mọi người đi chị. Chứ em viết cả bài rồi, giờ em viết nữa thì nó sẽ bị Dạ thì đại gia đình Wildstyle của mình nè, chị Fanny, anh Vũ Thịnh, chị Luna, Lê Đức và chị Honey, chị Hương rồi đó. Mình thả sức sáng tạo trên bài hát này đi mọi người. Bây giờ là mấy giờ mọi người? Gần 12 giờ. Gần 12 giờ. Bù lại thì cái thành quả hôm nay cả Jimmy và ekip rất là ưng ý luôn. Và mong là mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều cho Sáng Tay Áo Lên, cũng như là hãy cày view thật nhiều và tham gia những cái challenge của Sáng Tay Áo Lên nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.